Yeah, mời các bạn. Dạ chào cô ạ. Dạ chào cô, chào chị ạ. Dạ vâng. Về mình tự giới thiệu là mình là Nguyễn Thụy Thuận, là Ngọ Nhân, sử dụng cái 12 trống này chín đời. Wow. Hôm nay là truyền lại cho Bê Hương đời thứ 10. Wow. Cái này có 12 cái trống hả cô? Vâng. Bộ cái dàn trống này là gồm cả 12 chiếc. Yeah. Tiếp tấu nó chia làm 3 hồi. Hồi thứ nhất là xuất quân, đưa đoàn quân lên đường. Hồi thứ hai, hãm thành, tất nhiên là hãm thành tiêu diệt kẻ thù. Hồi thứ ba là khúc khai hoàng, mừng chiến thắng. À, có ý nghĩa hết ha. Nó dùng cho tập quân, chiêu quân, đưa đoàn quân lên đường hay là những cái lễ hội mình áp dụng. Thì ba hồi dùng tất cả các loại trống luôn. Dạ, hay là hồi một dùng trống này, hồi hai trống này. Thôi mình phải phối hợp hết tất cả 12 cái luôn. Trước khi bắt đầu hành trình, các bạn phải tham gia một thử thách chia đội do nghệ nhân ưu tú Nguyễn Thị Thuận mang lại. Đó là thử thách song thủ đả thập nhị cổ. Song thủ đả thập nhị cổ. Song thủ đả. Nghĩa là dùng hai tay đánh trên 12 trống. Nghệ nhân sẽ đánh một hồi trống, binh sĩ quan sát, đoán và đánh vào chiêng phía sau lưng để giành quyền thực hiện hồi trống. Nếu binh sĩ đánh sai sẽ bị phạt chạy một vòng quanh đài kính thiên. Nếu trả lời đúng sẽ được ưu tiên chọn thành viên cho đội mình. Chúng ta sẽ bắt đầu thử thách ngay bây giờ. Cô cho lại đi, lại đi coi. Ba lần tưng 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 xong rồi tưng tưng tưng. Tưng 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 tưng. Dạ. Tưng 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 tưng. Sai chắc luôn, anh quá lão táo rồi, anh phải thêm thời gian đi. Anh chạy một vòng chắc luôn anh nha. Rồi chạy chưa? Chạy chưa? Sai rồi đó, đến cái hai là sai đó. Như thế nào cô? Một vòng thì đúng. Như thế nào cô? Sai một chỗ này, sai một chỗ này. Sai một chỗ này. Ở đây nè. Ở đây nè. Chạy đi, chạy đi, chạy đi anh, chạy đi anh. Tum. Cái đại đấy, bây giờ chạm một vòng thôi. Trời ơi, cuối hai lần luôn hả? Trời ơi. Để ráng nha, để thể thử nha. Sai từ đầu rồi. Để cho làm hết đi anh. Không biết bằng miếng gì luôn. Tăng. Anh lại em vô đây nè. Gì vậy? Tại anh dai lại em vô giữa trường nhập tích quả. Khoan anh. Sao cứ chạy đi chốt nè. Đúng không cô? Sai rồi. Vẫn sai. Được vòng rồi. Đây, qua bên đây nè, có quà phát bên đây nè. Ăn no vào nhé. Yeah.
Nè. Chấp nhận. Yeah. Chiến thắng ở thử thách này nên Trường Giang sẽ được chọn hai thành viên về đội của mình. Chúc mừng các bạn đã tìm thấy đồng đội của mình. Tuy nhiên, mỗi đội sẽ phải chiêu mộ thêm một binh sĩ. Sau đây, mời các bạn di chuyển tới địa điểm tiếp theo để thực hiện thử thách và tìm ra nơi trú ẩn của binh sĩ còn lại. Cô thông cảm, tụi con hay ra vẻ vậy đó chứ mà rất là vui. Hiện nay chúng con chơi hào hô. Hào hô. Bốn chữ đi. Một, hai, ba. Kiên cường bất khuất. Nếu như bên nam là kiên cường bất khuất thì bên tôi, bên nữ chúng tôi là trung hậu đảm đang. Nói chung là hô bốn chữ chương trình mới là hay nhất. Đây là chương trình Hành trình rực rỡ tự hào Việt Nam. Dậy, nghiêm, chúng con mời thầy. Dạ thưa thầy, không biết là mình sẽ học gì đây thầy? Giờ chúng ta sẽ học bảy đoạn thơ. Bảy đoạn thế. Dạ. Một đoạn là không biết không nhớ không, mà bây giờ học tới bảy đoạn. Tư thế mình đứng như thế này, tay trên mình đỡ, tay xuống rồi. Dạ. Có là một tay 12 giờ, một tay 6 giờ thầy. Chính xác, chính xác. Ba này mình vừa nhớ thế, vừa nhớ tên. Để lát mình không được nhìn thấy nhau đâu. Đúng rồi. 2, 3. Tí ngọ hầu hậu. Ồ, sao anh làm đẹp quá vậy anh Duy? Mặt gắt lên em. Sao tay em giống như bị dị tật vậy anh? Hẳn cái tay này lên. À hẳn hả? Giống như chiều kim đồng hồ, cái này đồng hồ chỉ 12 giờ, kia chỉ 6 giờ nè. À, địa tầm châu. Ý, châu. Châu là trái châu hả thầy? Châu là chúng ta sẽ đánh vào bộ hạ của họ. Đi xuyên thẳng vào của nó luôn. Cái đấy là tấn công đàn ông thôi đúng không thầy? Dạ đúng rồi. Nhớ tay đai chúng ta phải thủ. Khi mà đối phương có đánh tay hay đá vào, chúng ta phải thủ tay đai. Bấm vào. Đúng rồi. Cái cục gì vậy? Hồi phát gì hổ? Rồi. À, con Nguyên á. Mấy bà cái mà đã được miếu rồi. Cái tư là gì thầy? Ngũ trảo. Ngũ trảo có nghĩa là mình nếu mà mình quấn vào của đối phương hai gián. Đúng hai là dài. Rồi tư thứ này. À, ngũ trảo. À giống như ở đi đánh ghen là cao mặt, cao mặt. Đúng rồi, đúng rồi. Đúng rồi, đúng rồi. Đây là thần đồng thủ thớ. Nhớ chưa? Mình nhớ được thầy. Thớ tiếp theo là đào thớ hách hầu. Diện tiền đa cước. Ê! Ui! Lâm ơi! Lâm! Lâm ơi! Lâm! Trời ơi! Ban trời vậy mà anh không nghe trời. Thầy tập thế giỏi vậy mà nó bị điếc luôn thầy. Dừng lại đi! Sao vậy? Chịu không nổi bên đây đâu! Đừng cố gắng nữa! Nó giỏi gì mà la như vậy không thầy? Sao la hoài vậy? Dừng lại đi! Đã hết một nén nhang rồi! Hết một nén nhang rồi! Một nén nhang nhưng phải một bó nhang! Có đồ ăn, có đồ ăn! Ủa cái này gọi là ăn giữa giờ đúng không? Ăn giọng không ta? Tập võ xong rồi ăn một cái cho nó có sức khỏe, hồi đó mình còn đi thi nữa anh. Thời tiết quá tuyệt vời. Cái phở này mình đang ăn á là phở ăn liền đầu tiên của Việt Nam mình luôn. Ủa vậy hả? Mà dĩ nhiên cũng là đầu tiên của nước ngoài, cả thế giới nữa. Rồi mời anh. Mời nha. Thơm như ta. Tôi sống lại rồi, tôi sống lại rồi. Ngon quá vậy. Đi, vô chiến đấu với đội Lý Dương Bảo Lâm. Không sợ, không sợ, không sợ. Kênh Giang đâu. Let's go. Kênh Giang ơi.
xin mời đội sẽ thực hiện thử thách đầu tiên. Đội bên kia, đây đội bên kia lớn và có kinh nghiệm nhiều hơn, cho nên sẽ nhường đội chúng tôi. Tại sao ạ? Chúng tôi toàn là những phụ nữ, chúng tôi toàn là những phụ nữ. Có hai phụ nữ, hai phụ nữ và một đàn ông thì cũng có phụ nữ. Quán tôi xì chảo, mời. Anh ra cái gì? Ra cái vỏ. Em ra tô cháo. Let's go. Cắt. Chúng tôi quyết định đội bên kia sẽ thi trước. Cố lên nha mấy anh ơi. Thế võ đầu tiên, Ngọc Tràn Ngân Đài. Năm, bốn, ba, hai, một. Cố lên. Thấy chưa? Thế võ thứ hai, Ngũ Chảo. Ngũ Chảo. Có lộn. 5, 4, 3, 2, 1. Anh Giang sai rồi. Ai sai? Em sai hả thầy? Không, bây giờ chân. Xin lỗi thầy. Ngũ Chảo. Tại sao lại sai? Hãy ăn trường giang. Phải có sai chứ. Liệu hồn nha. Thế võ thứ ba, Tí Ngọ Hầu Hậu. Đây, cái này đúng nè. Tí Ngọ Hầu Hậu. 5, 4, 3, 2, 1. Các bạn đúng 2 trên 3 thế võ. Chúc mừng các bạn. Mình đã thắng tuyệt đối. Đúng. Giờ tới đội em ạ. Dạ thưa đội bạn cũng như là thưa thầy và thưa toàn thể quý khán giả. Chúng tôi là những người học gì? Đâu? Học đâu quên đó. Nhớ đó. Văn võ song toàn. Đúng. Chúng con sẽ không bao giờ làm thầy thất vọng. Và sẵn trên sàn đấu, chúng con sẽ tặng thầy một bài hát được mang tên Mái Trường Mến Yêu. 2, 3. Ôi hàng cây xanh thắm dưới mái trường mến yêu. Bên đây có phải là ca sĩ hay không? Nhưng mà anh hát em không vào được cái tông của anh. Thế võ đầu tiên, Tấn Đả Song Quyền. Tấn Đả Song Quyền, wow. Năm, bốn, ba, hai, một. Wow. Thế võ thứ hai, Thân Đồng Thủ Thế. Thân Đồng Thủ Thế. Sai rồi. Thầy không có gõ. Ngân sai. Ui, đâu như nào? Ngân sai à. Trời ơi, biết không đúng nè mọi người ơi. Thầy, đúng rồi. Sai lộ quá. Rồi, tiếp thầy. Thế võ thứ ba, Thiền Sư Tấn Khách. Thiền. Năm, bốn, ba, hai, một. Thầy bạn Lâm có bị thầy bạn Lâm chưa. Rõ ràng tôi thấy nhìn bên bên Thủy Vân rõ ràng. Bạn Thái Lâm có bị thầy rõ ràng. Thầy bom rồi. Vì hai đội có tỷ số bằng nhau nên tất cả chúng ta sẽ cùng nhận được một điểm rực rỡ. Yeah. Yes. Cũng được. Con này bắt tay lại.